Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bình Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình Tìm hiểu về trại lên đường 2020. Thanh Trúc kính chào và mời quý vị trở lại cùng với chương trình Chào Washington DC. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái câu chuyện về trại lên đường ở tháng 5 này ở Pennsylvania đó. Thì thưa quý vị, hôm nay đó, thanh trúc hân hạnh mời được một vị phụ huynh à, thưa quý vị tại sao thanh trúc phải mời vị phụ huynh tại vì mỗi năm đó có những phụ huynh khuyến khích con em mình ở đây nè đi à, tham gia cái trại lên đường để làm gì họ khuyến khích hay là các em tự nguyện thì điều này sẽ được trình bày và thanh trúc rất hân hạnh để mà à, giới thiệu với quý vị tiến sĩ Charles cường nguyễn tức là một người à, nguyên hiệu trưởng của trường kỹ sư của Đại học Công giáo ở Washington DC mà quý vị từng nghe đến và nơi đó cũng là nơi đào tạo rất là nhiều người Việt Nam của mình trong những cái ngành mà về à, ngành kỹ sư đó quý vị. À, Thanh Trúc xin chào và xin cảm ơn anh Cường đã đến đây. Vâng, xin chào chị, lâu lắm mới gặp chị, rất là vui. Dạ, thưa anh Cường, um, là một người trong ngành giáo dục nhé, rồi là lại là một phụ huynh có các con, hình như là cũng không có phải là ít đâu ạ. À. À. Ờ, hơn hơn hai ba người đó. Vâng, vâng. Ờ, con của anh là đã tham dự trại lên đường có phải không ạ? Vâng, vâng, chúng tôi là cũng có được cái uh, niềm phúc là biết được cái trại lên đường tại vì khi đó tôi làm trong cái hội đồng uh, uh, như là uh, advisor đó, đó, là người cố, cố vấn cho cái cái hội văn hóa khoa học của uh, của Việt Nam thì nhờ đó tôi mới biết được cái chương trình uh, trại lên đường và may mắn lắm là uh, trong số đó thì bốn uh, con em của chúng tôi đã được tham dự và cái sự biến đổi rất là tốt uh, sau khi các cháu đi tham dự của cái cái um, trại lên đường này à, thưa anh trước khi mà nói về cái sự gọi là biến đổi đó thì là uh, anh khuyến khích các cháu đi rồi các cháu có nghe lời để mà đi không hay là các cháu cũng là ồ để con thử coi làm sao Cái thứ đó. nhất là à, tại vì các cháu thường thường là sống ở bên này khi nghe cái trại lên đường thì cái phản ứng đầu tiên là có thể là không có muốn đi lắm. Dạ. Nhưng mà nhờ cái sự khuyến khích trong gia đình chúng tôi nói rằng là con cứ đi thử đôi lúc à, con người thích là được quen được bạn bè ở trong đó tại vì mỗi cái trại hè lên đường thì thường thường có đến 200 đến 300 tất cả các à, À, sinh viên ở trên nước Mỹ về về thì à, nói tối thiểu đi nữa thì con cũng vào cũng quen được một số bạn không ngờ là cái, cái 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 phản ứng của các em sau khi đi là rất là tốt có nghĩa là nói là bốn mẹ là à, khuyến khích chúng con đi nhưng mà ngoài ngoài những cái dịp để mà kết bạn có những cái sự à, thay đổi là vấn đề về nguồn về vấn đề à, chuyển về cái à, gọi là tốt hơn về cái vấn đề uh, khả năng về, về 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 lãnh đạo thì cái đó là tôi thấy rất là tốt thì bởi thế tôi cũng khuyên các um, phụ huynh mặc dù là các con em có thể không có muốn đi ngay từ đầu nhưng mà cái 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 vấn đề lợi cho các em hôm này rất là tốt vâng vâng à, thưa à, tiến sĩ cường nguyễn như thế này à, nếu mà nói về cái biến đổi thì vâng. à, theo như thanh trúc nhìn thấy đó, đó là có lẽ là một cái biến đổi tốt nhưng mà xin tiến sĩ đơn cử một cái thí dụ về con của mình vâng. nó biến đổi như thế nào vâng. thí dụ như một em nào trong bốn em mà vâng. cái biến đổi mà tiến sĩ cảm thấy là tâm đắc lắm vâng thì chúng tôi có là bốn em có là cô đầu tiên là uh, thùy dương rồi Uh, Joanna rồi xong rồi Jonathan với Julian là yeah. bốn em đều đi trong cái trại hè trong cái khoảng uh, những cái khoảng năm khác nhau. Nhưng mà tôi muốn uh, nói cái ví dụ điển hình là cô con gái uh, của tôi là uh, cô con gái Carissa Thùy Dương. Thì Thùy Dương um, được sự khuyến khích của bố mẹ đi um, sự khuyến khích của của cô Yến mà, mà cô vừa mới interview xong yeah, uh. thì lại được uh, diễm phục là đi uh, tham dự cái đó đầu tiên thì cũng cảm thấy không có hăng hái lắm nhưng mà sau khi tham dự cái buổi trại hải lên đường thì thùy dương lại được khuyến khích đi một cái trại khác uh, là cái chương trình um, mà uh, Kim biến giới thiệu thì yeah. nhờ hai cái trại với chương trình đó thì uh, nó cái sự thay đổi nó rất là lớn và cái thí dụ điển hình là sau khi đã đi những hai cái trại hè đó một cái trại hè và một cái chương trình đi ở việt nam là sunflower mission ừ. thì cái, cái cái sự thay đổi tôi thấy rõ ràng nó rất là lớn lao cái cái thí dụ đến hình là trước đó thì thùy dương không có muốn học tiếng việt nam nhưng mà sau khi đó là tiền nguyện là đi học tiếng việt nam ở đây và xin về mặc dù có việc full time ở đây nhưng mà lại xin về việt nam một năm làm việc không lấy lương cho à, chính phủ Mỹ, cho tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội và cháu vừa mới xong vừa mới về nhưng mà sau một năm vừa rồi thì thấy sự rõ ràng tới sự thay đổi về nguồn của cháu là tự nhiên không có muốn gì liên hệ đến Việt Nam nhưng mà sau khi những cái trà hè lên đường và chương trình Sunflower Mission thì à, cháu lại tự nguyện muốn về Việt Nam ở Việt Nam để phục vụ. Có vẻ như khi mà tiến sĩ cường nói về cái chữ về nguồn đó năm nào cũng thế, thì Trúc cũng đều nghe chạy lên đường nhắc về cái chữ về nguồn vâng, rồi vâng. những cái hoạt động xung quanh đưa các em về cái nguồn cội của các em. Vâng. Như vậy thì là có vẻ như là uh, Carissa Thùy Dương nó cũng bị tác động bởi cái gọi là tìm về cái nguồn cội vâng, của mình như vâng, sao vâng. mà em đã mạnh dạn đi về Việt Nam như vậy. Vâng, thế. cái thứ nhất là trong cái thời gian mà sinh sống lớn lên, tại vì à, cháu nó sanh ở đây là giống như người Mỹ nhưng mà à, khi mà đi những cái trại à, như là trại lên đường thì nó à, nhắc lại là cháu không phải là người Mỹ mà cái gốc nguồn là từ Việt Nam. Bởi thế khi mà biết được như vậy thì cháu rất là thích à, trở về để mà à, coi thử là cái nguồn gốc của mình như thế nào. tôi thấy cái đó là rất là hay và trước đó là giống như ở bên này thì không ăn cơm Việt Nam nhưng mà là Việt Nam bây giờ tất cả các món ăn Việt Nam rất là thích và những cái văn hóa tự uh, bỏ tiền ra để cho các uh, uh, thầy giáo bên đó dạy hàng tuần để mà biết viết biết biết nói tiếng Việt Nam thì cái sự thay đổi rất là lớn mà cái chính nhất là tự hào về cái dân tộc Việt Nam là mình là không phải là người Mỹ nhưng mình mình là người Việt Nam. Dạ à. vâng. À thưa tiến sĩ à, Cường Nguyễn vốn dĩ là một nhà giáo dục mà như là à, là à, nguyên hiệu trưởng của trường à, kỹ sư ở trong à, USA vâng. ở, ở Washington DC rồi lại là cũng là một à, ở trong cái hội à, ban quản trị của VAF tức là quỹ giáo dục Việt Nam VEF dạ quỹ giáo dục Việt Nam thưa quý vị rồi uh, lại có con đi như vậy nữa thì là nếu như mà phải đứng lên để mà cổ vũ cho uh, chạy lên đường có những cái đường đi tiếp trong những năm tới năm tới năm tới yeah. nữa nữa thì tiến sĩ muốn nói điều gì mà gọi là tiến sĩ cảm thấy là cần phải nói nhất cái thứ nhất là nếu các quý vị chưa có cơ hội biết được cái chương trình lên uh, trải lên đường và có có con cái muốn đi thì tôi nghĩ rằng là nên uh, khuyến khích con cái mặc dù các uh, các cháu không có muốn đi ngay từ đầu nhưng mà nói rằng là thôi cứ uh, rán đi thì chắc chắn là cái khi về thì các cháu sẽ thích và cái sự biến đổi nó rất là tốt cho con, các con cháu. Tôi cam đoan là như vậy. Đây là tôi là thí dụ điển hình. Dạ yeah, uh. đẹp. Vâng à một lần nữa thanh trúc xin à, à, cảm ơn một vị phụ huynh vâng. à, quý báo đến với, đến với chương trình để mà nói về chạy vâng. lên đường thưa quý vị đó là tiến sĩ Charles cường nguyễn và à, thời giờ của tiến sĩ thanh trúc rất là trân trọng à, xin cảm ơn ông rất là nhiều vâng. và bây giờ thì chúng ta cùng à, chào à, tạm biệt vâng. à, quý khán thính giả và vâng. xin hẹn lại trong kỳ tới xin dạ. chào quý vị và khuyến khích quý vị à, ghi danh rất là mau tại vì cái chỗ cũng sắp hết cho cái chạy lên đường kính chào quý vị